Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Điện Biên phối hợp với Phòng trinh sát kỹ thuật Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng và hai đồn biên phòng Leng Su Sin và Mường Nhé vừa bắt giữ một đối tượng nam giới về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tăng vật thu giữ một bánh heroin 2 kg thuốc phiện. Theo đó, vào lúc 6 giờ sáng ngày 29 tháng 10, tổ công tác của Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Điện Biên phối hợp với các đơn vị nói trên làm nhiệm vụ tại bản Nậm Bắc, xã Trung Trải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, phát hiện một đối tượng di chuyển bằng xe máy hướng từ tỉnh Điện Biên đi Lai Châu có biểu hiện nghi vấn phạm tội liên quan đến ma túy. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra và phát hiện trong túi tải sắc rắn đối tượng để ở giá đeo hàng có chứa một bánh hình vuông bọc băng keo màu vàng, bên trong có chất bột dạng nén màu trắng là heroin, bốn túi ni lông chứa chất nhựa dẻo màu nâu đen là thuốc viện có trọng lượng 2 kg. Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận là Sùng A Khai, sinh năm 1983, trú tại bản Nậm Dính, xã Tà Tổng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Số ma túy trên khai mua của một đối tượng nữ giới chưa rõ danh tính để mang về tỉnh Lai Châu tiêu thụ. Tuy nhiên, khi đang vận chuyển ma túy đến địa điểm trên thì bị bộ đội biên phòng Điện Biên bắt giữ. Hiện đồn biên phòng Leng Su Sin đang tiến hành mở rộng điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố theo quy định của pháp luật.